Nam mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài truyền hình Sài Gòn Network TV, cũng như mọi khi thì chúng tôi phát hành cùng chung với hiện đại của chúng tôi là Dương Xuân Lương. Dạ, xin cảm ơn Nguyễn Đình Đỗ Minh Đức. Dạ, xin kính chào quý khán giả đài Sài Gòn Network TV. Xin cảm ơn ban giám đốc và quý vị kỹ thuật viên đã giúp đỡ để Hội Thánh Em Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có chương trình phát hành ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn. Chúng ta đang ở vào cái ghi nhớ cái ngày rằm tháng 10 âm lịch năm Bính Dần. Dạ vâng. Hãy hình dung lại cái đêm 14 rạng sáng 15 tháng 10 năm Bính Dần nó như thế nào. Trong khi đó chúng ta sẽ thấy rằng điển quang ở trên trời tụ hội lại ở tại vùng đất chùa Gò Kén, Tây Ninh. Ở đó Đức Thượng Đế đã giáng trần để mở ra một nền tôn giáo mới. Mà chính tất cả những các chức sắc đại thiên phong của chúng ta đó đã trình báo cho toàn quyền của Pháp ở tại Đông Dương là ông Le Foy, để nói rằng chúng tôi khai đạo đó, không có xin phép. Dạ vâng. Chỉ khai thôi, các ông biết là chúng tôi đã khai đạo ở trên cái tinh thần là tam giáo quy nguyên ngũ chi hiệp nhất. Kính thưa quý vị, nhân loại đã tiến từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh công nghiệp và nền văn minh điện vào năm 1926. Thời điểm đó đã có điện. Thì như vậy đó, Đức Chí Tôn muốn đem một nền văn minh mới để phù hợp với đà tiến hóa của nhân loại, cho nên Đức Chí Tôn lập ra Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, hay còn gọi tắt là Đạo Cao Đài. Một trong những đặc điểm của Đạo Cao Đài đó là sự nối kết giữa con người và các đấng thiêng liêng cao trọng trong suốt tiến trình lập đạo cũng như tiến trình sinh hoạt của đạo. Đạo sinh hoạt theo nguyên tắc thiên nhân hiệp nhất, trời người đồng trị. Và như vậy về mặt xã hội, đạo phải là một tôn giáo pháp quyền, bởi vì nhân loại đã tiến tới cái chỗ là năm châu chung chợ, bốn biển chung nhà, mà ngày nay chúng ta gọi là toàn cầu hóa. Nhân loại không còn hình dung cái trái đất này là một mặt phẳng và vuông nữa. Nhân loại đã biết trái đất là hình cầu, đã biết được thái dương hệ, đã biết được những hành tinh trong hệ thống thái dương hệ đó. Cho nên trình độ tiến hóa của nhân loại đã cao rồi. Do vậy mà Đức Chí Tôn mới lập ra Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, là một phát minh giữa con người hiệp nhất với thiên liêng để tạo ra một tôn giáo pháp quyền với một cái triết lý rất là rõ ràng là nhất thân tam thể, là một con người của chúng ta sinh ra có linh hồn, có thể xác, thì cũng phải có cái cầu nối giữa linh hồn và thể xác đó. Cho nên Đức Chí Tôn mới lập ra Bát Quái Đài, tượng trưng cho linh hồn của đạo. Đức Chí Tôn và chư thần thánh tiên Phật là các đấng thiêng liêng đó ngự trên Bát Quái Đài, và Đức Chí Tôn vi chủ Bát Quái Đài. Cho nên Đức Chí Tôn là nắm cái linh hồn của đạo. Sang đến Hiệp Thiên Đài. Hiệp Thiên Đài là chơn thần để nối liền Bát Quái Đài và cái thể xác là Cửu Trùng Đài. Hiệp Thiên Đài là do Đức Chí Tôn chủ quản và Ngài giao cho hộ pháp làm trưởng quản. Cái vị chủ quản này mới phân công cho vị trưởng quản, cho nên Đức Hộ Pháp là trưởng quản Hiệp Thiên Đài về mặt hữu hình, chứ còn về mặt vô vi vẫn là của Đức Chí Tôn lắm. Rồi nối liền với Cửu Trùng Đài là thể xác, thì thể xác đó một đầu nối với Bát Quái Đài, nhờ cái Hiệp Thiên Đài nối một đầu với Bát Quái Đài và một đầu với Cửu Trùng Đài. Cửu Trùng Đài là cái xác, cho nên
đạo được cấu tạo theo nguyên tắc nhất thân tam thể, là có thể xác, có chân thần và có linh hồn, để bộ máy của đạo nó linh hoạt, nó liên lạc với nhau như một cơ thể sống, thống nhất và hoàn chỉnh. Một cái móng tay ở trong cơ thể của chúng ta đau, nó vẫn ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Thì cái cơ thể của đạo nó cũng như vậy, nó là một cơ thể thống nhất và hoàn chỉnh ngay từ đầu. Thường huynh, đó là cái cảm nhận của tôi về Đại Đạo Tâm Kỳ Phổ Độ, hay còn gọi là Đạo Cao Đài. Tôi nghĩ là cái ngày đó, kể từ cái ngày đó, nhân loại đã bước sang một cái biết được một cái tôn giáo mới, nhất là sau cái Thế chiến thứ nhất năm 1914-1918, chết chóc tràn lan như thế đó, thì chắc chắn rằng Đức Chí Tôn cũng phải làm thế nào mở ra cái mối đạo để mà dạy thiên hạ sống một cách hòa bình, để mà sống chung với nhau. Tôn giáo Cao Đài giới thiệu một cái hình thức sinh hoạt mới, làm thế nào để có thể sống chung với nhau ở trên cái căn bản nhân nghĩa. Thì cái phần này chắc mình phải đào sâu á. Dạ vâng. Như đã trình bày rằng cái cơ thể của đạo đó nó liền lạc và nó hoàn chỉnh với nhau như một cơ thể của một con người, để thực hiện cái công thức xây dựng xã hội mà Đạo Cao Đài trình bày trước cổng, những cái cổng mà ra vào tòa thánh đó, cũng như ngay trước mặt tiền của đền thánh. Đó là cái câu liễn: cao thượng chí tôn, đại đạo hòa bình dân chủ mục. Vâng. Đài tiền sùng bái, tam kỳ cộng hưởng tự do quyền. Đó là cái đề thi mà người Đạo Cao Đài phải thực hiện, nền Đạo Cao Đài phải thực hiện. Nếu nền Đạo Cao Đài không góp phần để vận chuyển cho thế giới này được sống trong hòa bình, được sống trong tự do, được sống trong dân chủ, thì nền Đạo Cao Đài không có giá trị gì với nhân loại cả. Bởi vì cái nhân loại đã tiến lên, cho nên nhân loại, cái nhu cầu hưởng thụ của nhân loại về vật chất lẫn tinh thần ngày một cao. Cái thế kỷ thứ 20, nhân loại đã bắt đầu cảm nhận những cái bước tiến của nhân loại là phải có nhân quyền. Cho nên sau đó, 1948, sau khi Thế chiến thứ 2 kết thúc, thì tuyên ngôn Liên Hợp Quốc cũng đã, trong cái hiến chương của Liên Hợp Quốc đó, cũng đã nhận định rằng các cái cuộc mà binh đao vừa qua đó là do nơi nhân loại không có cái quyền tự do tôn giáo. Điều đó cho thấy Đạo Cao Đài lập ra là để đáp ứng nhu cầu xây dựng xã hội hòa bình, dân chủ, tự do của nhân loại theo đúng với quy luật cung cầu. Mà có dịp chúng tôi sẽ đào sâu từng công thức, từng cái thế để đạo đi vào đời như thế nào, đưa đạo vào đời như thế nào. Đạo Cao Đài đi vào đời không phải bằng những cái câu kinh tiếng kệ suông, không phải bằng cái gõ mõ tụng kinh suông. Bởi vì nhân loại trong cái chiều hướng tiến bộ này, không có ai mà ngồi đó nghe tiếng mõ thâu đêm suốt sáng hết. Tiếng mõ thâu đêm suốt sáng nó chẳng có ích gì hết. Trong khi cái nhu cầu của nhân loại ngày nay là nhu cầu xây dựng một xã hội hòa bình, dân chủ, tự do. Thì cái công thức của Đạo Cao Đài ở đâu? Cái mô hình ở đâu? Cái lực lượng nào để xây dựng cái này? Phải nói cho rõ ra. Và cái nguồn lực nó như thế nào? Trên nguyên tắc thiên nhân hiệp nhất, trời người đồng trị, trong nền tân tôn giáo mà dân tộc Việt Nam may mắn được Đức Chí Tôn chọn lựa để ký thác cho cái mối đạo này, và từ đây sẽ truyền thấu ra phần nhân loại còn lại. Vâng, cảm ơn Hiền Đệ nhé. Khi nãy Hiền Đệ có nói là Thượng Đế đã mở ra một cái tôn giáo Cao Đài, một nền tân tôn giáo cho nhân loại, là một cái trường thi công quả. Mà cái trường thi công quả thì cũng có bài thi thấp tới cao, nó khó khăn lắm. Cho nên chúng ta thấy không lấy làm lạ, đạo hiện tại bị khảo đảo
từ trước tới giờ bị khảo đảo. Yeah. Nhưng mà tựa trên những cái căn bản giáo huấn của đạo đó, nó hết sức là thích hợp với cái thời buổi bây giờ. Tôi thấy vừa rồi á, thì ông phó tổng lãnh sự của Hoa Kỳ, ông có nói rằng cái căn bản của đạo Cao Đài đó để dùng để mà xây dựng lại cái thế giới ngày hôm nay. Dạ vâng. Nguyên có nghe cái câu đó hả? Dạ vâng, tôi nghe câu đó rất là kỹ. Ừ. Và tôi đã thảo luận rất kỹ về cái câu này với một số bằng hữu. Chính ra cái sự học đạo Cao Đài của ông Tim Liston á, ông còn học giỏi hơn tôi. Dạ vâng. Học giỏi hơn tôi, bởi vì ông tìm ra được cái căn bản của đạo Cao Đài đó là để mà xây dựng cái hòa bình chung sống ở tại thế giới bây giờ, thì cái căn bản nó tốt lành như thế nào, mình có thể mình trình bày lại cho bà con người ta biết. Dạ thưa Hiền Huynh, thật sự đó, với cái nguyên tắc mà bao dung và cùng tồn tại đó, chúng ta có thể trình bày thành những quyển sách dày nó vẫn chưa hết. Nhưng mà nói tóm lại đó, thì như Hiền Huynh nói hồi nãy, nếu đạo Cao Đài mà nói một chữ thôi mà hiểu được đạo Cao Đài và xác định được nhiệm vụ Cao Đài, thì chữ đó là chữ gì? Hiền Huynh hồi nãy có nói đó là chữ hòa. Chữ hòa ở đây đó là lục phủ ngũ tạng của con người, các tế bào của chúng ta này cũng phải hòa. Nếu không hòa là chúng ta bệnh ngay. Cho nên là cái chữ hòa là cái cơ bí mật của tạo hóa mà ngày nay Đức Kitô đến để nói cho rõ ra. Cho nên Đức Kitô mới nói rằng dạy lẫn cho nhau đặng chữ hòa, thì một chữ đó thôi đủ để cả nhân loại này hưởng hạnh phúc. Còn trong đạo Cao Đài á, thì cái cơ chế lập pháp là Bát Quái Đài nắm, Đức Kitô nắm. Cơ chế hành pháp là của Cửu Trùng Đài nắm. Cơ chế tư pháp là của Hiệp Thiên Đài nắm. Ba cơ chế lập pháp, hành pháp, tư pháp này hòa quyện với nhau, thống nhất trong một cơ thể. Như tôi đã trình bày rằng đạo Cao Đài là cái bộ máy hành chánh đạo Cao Đài, cũng như cơ cấu của đạo Cao Đài là một, như cơ thể một con người, nó thống nhất và nó hoàn chỉnh. Nó không có cái nào thừa mà không có cái nào thiếu trong cái nền chánh giáo của Đức Kitô đến, Đức Kitô lập. Bởi vì Đức Kitô là cái đấng tạo lập ra càn khôn vũ trụ, cái đấng đã sáng tạo ra thế giới này, thì Đức Kitô biết hết ngõ ngách của thế giới này. Cho nên là chính Đức Kitô đã lập một nền văn minh mới. Thế nên văn minh đó nó phải đầy đủ như lòng thương của Đức Kitô đối với nhân loại, lòng thương tràn trề bao dung. Dù cho đứa con nó hư hàng cách mấy thì Đức Kitô vẫn tha thứ và vẫn dìu dẫn nó. Hết kiếp này không được thì tới kiếp khác. Cho nên người đạo Cao Đài mới xưng tụng Đức Kitô là Đại Từ Phụ, nghĩa là không phạt một người nào hết. Nhưng mà phạt chăng là chư thần thánh tiên Phật chiếu theo thiên điều mà phạt, chứ Đức Kitô không có phạt mới gọi là Đại Từ Phụ. Cũng như trong cái áo trắng, trong cái màu trắng, nó không có đốm đen, nó không có vàng xanh đỏ gì mới gọi là màu trắng. Mà đã gọi là màu trắng rồi thì nó không có cái kia. Đại Từ Phụ thì không có phạt ai hết. Đó là cái tình thương của Đại Từ Phụ. Đó là cái nền giáo lý, cái nền tôn giáo mà Đại Từ Phụ ban cho nhân loại qua Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Vâng, cái cũng như đã nói rồi đó, là cái kỷ nguyên thứ ba này, cái Tam Kỳ Phổ Độ này nó đặc biệt, nó là tận độ. Yeah. Tận độ. Thì cái tận độ đó, người ta thấy rằng tại sao mà cái tín đồ Cao Đài trong thời gian rất ngắn mà nó phồng lên cả bao nhiêu triệu người đó. Yeah. Thì xem như vậy thì tôi xem ở trong cái cuốn Những Người Mới Nhập Môn của hiện tại Nguyễn Văn Hồng đó, ông có nói về cái vấn đề mà tận độ, mà tín đồ Cao Đài giúp đỡ những cái tan ma của đồng bào mình đó. Yeah. Rồi cử hành cái lễ bạc tiến rồi kia, nó có cái nghĩa gì? Dạ vâng,
Như đã trình bày rằng đạo Cao Đài đó là một phát minh để xây dựng xã hội mới. Như vậy một con người đó nó có hai phần, một phần là thể xác, một phần là tâm linh. Cái phần thể xác để xây dựng nó thì có cái công thức xây dựng xã hội đại đồng mà mình đã trình bày rằng đó là cái câu liễn cao thượng chí tôn đại đạo hòa bình dân chủ một đài tiền sùng bái tam kỳ cộng hưởng tự do quyền. Nhưng mà cái cơ đại ân xá của Đức Chí Tôn đó, tới 10 năm sau khi mở đạo, Đức Chí Tôn mới thực thi cơ đại ân xá. Khi mà Đức Chí Tôn ban cho cái tăng kinh là Di Lạc Chơn Kinh, cơ đại ân xá mở ra đó là tận độ và độ tận. Tận độ và độ tận nó là hai ý nghĩa khác nhau. Vâng. Tận độ là độ không có chừa ai hết. Ừ. Dù cho thảo mộc hồn, vật chất hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn, đến nhân hồn, cho đến Phật hồn vân vân vẫn được độ. Rồi độ tận là đưa tới nơi, tới bờ, tới bến, chứ không phải đưa nửa đường rồi thôi. Cho nên trong cửa đạo Cao Đài nó có những cơ chế để thể hiện cái nguyên lý tận độ và độ tận của Đức Chí Tôn. Lấy ví dụ, một người đạo Cao Đài khi giữ tròn trai giới, giữ tròn lực đạo, khi quy vị được hưởng đầy đủ những bài kinh. Nhưng mà đâu phải ai cũng biết như vậy. Sẽ có những người không làm tròn. Và kể cả những người mà người ta không biết tới đạo Cao Đài, nhưng mà tới giờ phút lâm chung, người ta được cái tiếng gọi thiêng liêng, được muốn được sự an ủi, người ta tìm đến đạo Cao Đài. Thì Đức Chí Tôn cũng dạy cách để giúp đỡ cho những cái người đó qua cái nghi lễ bạc tiến. Nghi lễ bạc tiến không phải là một hình phạt, mà nghi lễ bạc tiến là một giọt hồng ân cho của Đại Từ Phụ để trang rưới cho những cái người con của Ngài không may mắn biết được đạo hay là yếu lòng mà bỏ đạo. Đó mới là cái cơ đại ân xá. Rồi kể cả những người không may quý vị trước khi có đạo, nghĩa là đã bỏ sắc phàm rồi nhưng mà còn kẹt ở dưới nơi cái cõi hư linh đó, Đức Chí Tôn cũng cho người tới độ luôn. Mà một trong những người được hưởng cái hồng ân đó là bà Đoàn Thị Điểm, một nữ sĩ trứ danh của nền văn học Việt Nam. Có dịp chúng tôi sẽ đề cập đến trường hợp của bà Đoàn Thị Điểm đã được hưởng ân huệ như thế nào. Hay là những cái người như Tam Thánh là cụ Trạng Trình, cụ Victor Hugo và cụ Tôn Nhật Tiên, cũng nhờ cái cơ đại ân xá này mà quý vị đó mới đắc thánh và hân hạnh đại diện cho nhân loại để ký hòa ước với Đức Chí Tôn. Đó là vắn tắt thưa Hiền Huynh. Kỳ tới chúng ta sẽ tiếp tục nói về việc này nha. Dạ vâng. Xin tạm biệt cùng quý khán thính giả. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.